Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến thăm một nhà máy chế biến lithium ở Tây Úc vào thứ Ba ngày 18 tháng 6, ngày cuối cùng trong chuyến thăm 4 ngày của ông tới Australia. Nhà máy xử lý lithium hydroxide của Tianqi Lithium Energy Australia được sở hữu 51% bởi Tianqi Lithium được niêm yết tại Thâm Quyến và Hồng Kông và 49% thuộc sở hữu của công ty khai thác IGO của Úc. Tây Úc cung cấp hơn một nửa lượng quặng sắt vận chuyển bằng đường biển của thế giới, trong đó Trung Quốc là những khách hàng hàng đầu và một nửa lượng lithium của nước này. Lý Cường, quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc sau chủ tịch Tập Cận Bình, cũng sẽ tham dự một sự kiện bàn tròn kinh doanh ở Perth cùng với thủ tướng Australia Anthony Albanese. Chuyến thăm của ông Lý là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Trung Quốc tới Australia sau 7 năm và đánh dấu sự ổn định trong mối quan hệ giữa đồng minh an ninh của Mỹ và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.